Những ngày gần đây, các điểm bán hoa cây kiểng tại thành phố Hồ Chí Minh đã rục rịch bán hoa Tết. Hiện lượng hoa từ các tỉnh thành phố đổ về thành phố Hồ Chí Minh ngày một nhiều, trong đó xuất hiện một số giống hoa mới, cây kiểng tạo hình độc lạ. Nhiều nhà vườn cho hay các loại hoa mới lạ như cúc mâm xôi tím, cúc kim cương, cúc pha lê được thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ nhiều. Còn lại các loại hoa truyền thống đa số bán cho các tỉnh thành miền Tây. Hoa Đà Lạt đưa ra thị trường Tết năm nay chủ yếu là hoa cúc, lây ơn, lily, cẩm chướng. Về giá, năm nay chi phí đầu vào sản xuất hoa như phân bón, nhân công, vận chuyển, củ giống nhập khẩu tăng cao, nên hầu hết các loại hoa sẽ tăng giá khoảng 10% tới 15%. Từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc mở cửa các loại hoa như lan hồ điệp, lily chậu, lily cắt cành từ nước này sẽ nhập về nước ta nhiều hơn. Như vậy, một số loại hoa Đà Lạt như lan hồ điệp, lily chậu, lily cắt cành sẽ bị cạnh tranh mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi ngành hoa Đà Lạt phải nâng cao chất lượng, công nghệ, đóng gói, chính sách hậu mãi.